mọi người, hôm nay mình sẽ học dịch câu tập 2 ha. Câu hôm nay của chúng ta là anh ấy đối xử với mọi người rất hào phóng, rất chu đáo. Ok, bắt đầu. Anh ấy là tha, đối xử ở đây mình dùng động từ tùy tài. Với mọi người ở đây mình dùng từ biểen hoặc là tha rỉn. Rất nhiều cái phó từ để diễn tả cái từ rất ở đây. Phi thẳng hoặc là hận hoặc là sử phân, cửa ngoài đều được. Tiếp theo mình có từ hào phóng, mình có thể dùng từ tỏ phong hoặc là từ khăng khải. Hai từ này đều chỉ sự hào phóng. Từ rất thứ hai thì nó cũng giống phía trước thôi ha. Chu đáo thì mình có từ thị thia hoặc là châu tộc. Rồi mình viết lại câu như sau. Tha tuy tài bia rỉn phi thẳng khăng khải phi thẳng thị thia. Đây là cách thứ nhất của mình. Ở đây thì tùy tài mình hoàn toàn có thể là thay bằng từ tùy, đúng không nào? Bia rỉn mình có thể thay bằng từ tha rỉn. Phi thẳng mình có thể thay bằng rất là nhiều phó từ khác. Khẳng khải thì mình thay bằng từ tà phong. Châu tộc mình thay cho từ thị thia. Câu này mình sẽ viết lại như sau. Tha tùy tha rỉn hận tà phong hận châu tộc. Câu hôm nay dễ hơn câu hôm qua rất là nhiều đúng không? Cho mình một tim, một follow. Hôm sau mình sẽ ra video tiếp cho xem.